Thưa quý vị, Giám đốc FBI tuyên bố mỗi nhân viên FBI sẽ chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Vào hôm thứ Năm 14 tháng 6, Giám đốc FBI Christopher Wray tuyên bố cơ quan FBI sẽ quy trách nhiệm cho các nhân viên của FBI về bất cứ hành vi nào của họ có thể bị xem đã sai trái. Đây được xem là phản ứng của người lãnh đạo FBI khi bản báo cáo của Tổng thanh tra Bộ Tư pháp được công bố vào hôm qua. Ông Gray nói rằng, tôi xem bản báo cáo này rất nghiêm túc và chúng tôi chấp nhận những nội dung của nó, cũng như các khuyến cáo của bản báo cáo đề ra. Bản báo cáo định danh các nhận định sai lầm của FBI, phớt lờ hay phạm lỗi với chủ trương của Bộ Tư pháp, cũng như các quyết định sau đó cho thấy chúng tôi không phải là những lựa chọn hữu hiệu. Ông Gray nói thêm như sau, chúng tôi sẽ bắt các nhân viên FBI chịu trách nhiệm cho bất cứ hành vi nào của họ có thể bị đánh giá là sai trái. Trong bản báo cáo được công bố sáng nay của Tổng thanh tra Bộ Tư pháp, cựu giám đốc FBI James Comey bị cho là đã làm sai trong việc ông điều tra bà Clinton về chuyện emails của bà khi bà còn là Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Bản báo cáo của Tổng thanh tra Bộ Tư pháp xem hành vi của ông Comey là bất tuân thượng lệnh, làm sai quy trình vốn có của cơ quan FBI và Bộ Tư pháp, dù có thêm những hành vi này của ông Comey không bị lý do thiên kiến chính trị chi phối.